Chào các bạn và chào mừng các bạn đến với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Được fan đẩy thuyền, Hiền Hồ, Quân A.P đồng loạt thả hai cực ngọt. Cùng xuất hiện trong chương trình nghệ thuật đón giao thừa, Hiền Hồ và Quân A.P mang đến một màn trình diễn cực kỳ ăn ý và thăng hoa cảm xúc. Không dừng lại ở đó, cả hai nghệ sĩ tuổi xỉu này còn có phản ứng hóa học mạnh mẽ đến mức khiến cộng đồng mạng mê mệt không thôi. Cũng bởi lý do này thì ngay lập tức, thuyền Huyền Quân đã được dân tình đẩy kịch liệt. Khi nghe thông tin này thì rầm rộ các trang fanpage tìm qua đường không khỏi cảm thấy tò mò. Nhưng cũng phải công nhận rằng hai ngôi sao này của chúng ta đúng là cặp đôi cực kỳ ăn ý và cực phẩm khi được đặt cạnh nhau. Đáng ngạc nhiên hơn, chính chủ mới đây đã có động thái đáp lại. Nếu như Quân A.P đính kèm lời bài hát Gặp nhưng không ở lại của Hiền Hồ một cách ẩn ý thì nữ ca sĩ không phải dạng vừa. Cô khoe ảnh selfie xinh xắn rồi gắn chú thích bông hoa đẹp nhất, tên bài hit của ai kia. Nhưng cũng có người cho rằng hai ngôi sao sắp có dự án chung nào đó nên mới cố tình thả thính như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News. Và TSM News đã có trên TikTok, bọn mình sẽ để link ngay bên dưới để mọi người tham khảo nhé. Và mọi người hãy nhớ ấn like và theo dõi chúng mình để cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye!